Bộ Giao thông Vận tải đang tiến hành lấy ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 46/2016/NĐ-CP, đề xuất mức phạt từ 26 đến 30 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 16 tháng với lái xe vi phạm nồng độ cồn. Đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, Nghị định 46 năm 2016 hiện đang quy định mức xử phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 4 đến 6 tháng. Ở mức vi phạm thấp hơn, tức mức 2, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất giữ nguyên mức phạt tiền từ 7 đến 8 triệu đồng đối với lái xe có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên, Bộ đề xuất tăng mức xử phạt bổ sung, tức tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng, lên mức mới là 10 đến 12 tháng. Đối với hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn, chất ma túy của người thi hành công vụ, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị tăng mức xử phạt tương tự như trên. Riêng hành vi điều khiển trên xe mà trong cơ thể có chất ma túy cũng cùng mức xử phạt, nhưng sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với người điều khiển xe máy, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đề xuất tăng mức xử phạt mức cao nhất, tức nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Mức xử phạt mới từ 5 đến 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 14 đến 16 tháng. Dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 46 năm 2016 của DCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt sẽ được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 7 năm 2019.